Xin chào mọi người. Hôm nay mình lại có mặt tại chùa Rô và ở ngay tại sân đua bò của chùa mọi người. Cách đây không lâu, những trận đua bò sôi nổi, quyết liệt, kịch tính đã diễn ra và sau đó một lễ hội cấy mạ rất là vui nhộn cũng diễn ra. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy ở ngay trên cái mảnh ruộng đó, bà con đã thu hoạch rồi. Một mùa vụ đã kết thúc và hôm nay ngay tại ngôi chùa Rô này, một lễ hội rất đặc biệt được diễn ra mọi người. Những hình ảnh tiếp theo của mình sẽ là những hình ảnh về lễ hội này nha mọi người. Mời mọi người xem tiếp trong phần tiếp theo của video nha. Truyền thống của bà con Khmer mình hồi xưa vào cái thời điểm này là sao hết chú? Truyền thống của tiếng Khmer là hồi xưa là các cụ sống rồi thì nó làm bước cầu an sống rồi thì cúng trình ngất là theo chùa. Tổng cộng là tinh biển của mình là mấy chùa đi hết, chùa nào đi hết, dân đồng bà con đi hết, cũng cơm tép hết. Trước khi mọi người xem những hình ảnh về cái lễ ở chùa Rô thì mình sẽ đi một vòng xung quanh chùa Rô cho mọi người thấy một số cái khung cảnh ở chùa Rô này mọi người, cũng như là cho mọi người biết sơ về cái tiểu sử của chùa Rô ha. Chùa mình là bắt đầu xây dựng là từ năm nào hết sư? Nó bắt đầu làm xây dựng 1612 và hơn 400 năm. Thì theo lời của sư cả thì chùa Rô này đã có từ lâu đời rồi mọi người. Nó có rất lâu rồi. Và hiện tại thì đối với chùa Rô, do là nằm ở một cái khu vực mà bà con ở đây còn gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vậy là chùa có nhiều công trình cũ kỹ, cũng như là một số công trình dù xây dựng lâu năm, như là nhà dành cho các cái tăng ở, thì vẫn chưa có hoàn tất được mọi người. Chùa vẫn còn đang tiếp tục xây dựng và đang kêu gọi các bà con, các nhà hảo tâm, các bà con Phật tử để mà hỗ trợ cho chùa. Thì đối với chùa Rô, điểm đặc biệt dù còn khó khăn nhưng mà có những cái lễ hội mang tính truyền thống của bà con Khmer được duy trì ở đây. Đó chính là hội đua bò và lễ hội cấy mạ cùng một số lễ hội khác. Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là hội đua bò ở chùa Rô này mọi người. Hàng năm nó được tổ chức vào lễ Đôn Ta của bà con. Có rất nhiều những cái dấu tích còn sót lại để cho thấy sự tồn tại từ rất lâu đời của chùa Rô. Và mọi người có thể nhìn thấy đây là một trong số những cái chứng tích. Nhìn ở phía bên ngoài thì được chùa xây dựng lại một cái tháp mới ở đây. Nhưng bên trong tháp này, đó là một cái tháp cổ hơn mọi người. Một tháp rất cổ luôn. Sư cho biết là tháp này đã có từ trước khi thành lập chùa luôn mọi người. Chứng tỏ rằng là bà con đã có mặt ngay tại đây từ rất lâu. Rồi sau đó mới có chùa. Bốn cái vừa mắc, ba cái còn một cái này à. Tao vẫn bỏ hết trơn chưa gần hồ nước á. Bên này một cái nữa, hồ chưa nước hai cái, nước một cái vẫn được. Nay trước 45 đó ông sư mất đó, ông vẫn đi trước Pol Pot đó, tao vặn lại dạng đầu đen đi kia dạng mắt tiêu bốn cái bự bự vậy đó, vặn lại bên chỗ này người ta Phật tử nói vặn đi lấy vậy. Tháp này là để cái gì ở trong? Chôn để chỗ người có vi tính đó, người lớn đó, người có chắc không phải người thường. Ông liên vàng ông vua hay là liên vàng ông lục tà lên ở xuống chùa vậy đó mà mới để cái này, không phải người dân để không phải người dân để vậy đó. Thấy vậy đó mà ta tôn trọng là tháp cũ vậy đó, giờ không phải người dân để chỗ này, bây giờ người dân để trong cái ghi bố đề sướng á, không phải để chỗ này không để được.
Chùa Rô thì có một cái khuôn viên rất là rộng luôn mọi người. Thì bên cạnh cái tháp mà hồi nãy mọi người nhìn thấy thì ở chùa Rô còn nhiều những cái ngôi thờ mà có lẽ theo mình nghĩ nó xuất phát từ tín ngưỡng dân gian của bà con Khmer. Đó, mình đã quay một vòng cho mọi người thấy cái khuôn viên. Ở đây chỉ là một góc thôi. Ở phía đằng xa kia là chánh điện và nó qua phía bên sân đua bò phía bên kia luôn mọi người. Khuôn viên của chùa thì rất là rộng luôn. Ngay từ rất sớm thì mọi người có thể thấy là bà con đã tập trung vào sân của chùa Rô rất là đông luôn mọi người. Đây mọi người, mình đi vào bên trong cho mọi người nhìn thấy nè. Bà con ở đây rất là đông luôn. Nó tập trung từ rất sớm. Đấy mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là bà con vào ra rất đông và đang ngồi ở đây để chờ làm lễ mọi người. Bà con đang ngồi để xe về hướng Sala để mà chuẩn bị làm lễ. Đây là khu vực mà bà con ở đây đến đây có thể cúng dường cho chùa. Thì ở đây có ban tiếp nhận chỗ này. Các cái cha ở trong ban quản tự của chùa sẽ thực hiện ở đây để tiếp nhận cái đồ cúng dường của bà con. Chú, như là cái truyền thống của bà con Khmer mình hồi xưa vào cái thời điểm này là sao hả chú? Truyền thống quốc tiếng Khmer đó là hồi xưa là cắt lúa sống á, cắt lúa sống rồi thì nó làm phước cầu an sống rồi thì cúng kìm nấp là theo chùa. Tổng cộng là tinh biển của mình là mấy chùa đi hết, chùa nào cũng đi hết. Dạ. Dân đồng bà con đi hết, cung cơm bếp hết. Dạ. Vậy đó. Vậy là hôm nay ngay tại ở tỉnh Biên mình năm nay thì là cúng nó cũng đi hết các chùa luôn hả chú? Bây giờ là cuối cùng là chùa Rô là cuối cùng rồi đó. Dạ, cuối cùng ha. À, 14 chùa là đi cuối cùng là người ta. Dạ, dạ. Cuối cùng đó là cuối nhất. Dạ. Đó là điều đặc biệt hôm nay là khi vào chùa thì bà con sẽ đem vào đây là cơm dẹp mọi người. Cái này là bắt buộc là ở cái thời điểm này, cái lễ này là đem vào, phải đem cơm dẹp vào phải không? Dạ, đem cơm dẹp vô, cơm, banh, đủ thứ. Dạ, nhưng mà phải cho. Có là có cơm dẹp. Dạ, phải có cơm dẹp. Và mình đem vào thì mình sẽ cúng dường tổ sư ăn sáng trước. Dạ, cho ông sư ăn trước rồi mấy khách ăn sáng. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cơm. Mọi người nhìn thấy ở ngay chỗ ở ngoài sân này là các cô cũng ăn cơm dẹp nè. Mình là ở chùa nào là ở đây? Mình đâu chú Dân Râu. À, cô chú Dân Râu ha. Ở đây thế nè mọi người, ở đây là các cô đây ngồi ở đây là ở đây cũng có cơm dẹp thế nè mọi người. Cơm dẹp này bây giờ là ở nhà mình làm hay là sao con? Ở đây làm ở nhà tôi chấu đường, chấu dừa đó. Rồi ta mua ta làm sẵn á. Mua rồi mình ướp lại từ đường với dưa khô. Dạ, nó bậy rồi đem đi chùa. Có người không có ướp con, người đem ra xong gì đó. Mua người ta sẵn. Hơi một cái đó con này nó trốn rồi. Nhưng mà hồi xưa to nhiều lắm. To nhiều hơn nữa. Hồi nào giờ có. Là tháng này hen. Nay mua con tháng này rau thôi, cơm dẹp thôi, người ta đi chùa rồi. Dạ. Nhưng mà hồi xưa lúc mà làm cơm dẹp là mình tự làm ở nhà luôn con. Tự nhà làm. Nay bây giờ không có làm, mua người ta không. Hồi xưa người ta làm. Ta làm ngon lắm. Ta có lúa nhà. Bây giờ hết tụ chay rồi. Này mình thấy có một đoàn Phật tử ở đây.
Mình là ở chùa nào lại đây hết con? Mình là ở chùa nào lại đây? Chùa Văn Râu ở đây trong các bạn này thì có rất nhiều bà con Phật tử ở những cái chùa khác nhau. Còn của anh ở chùa nào? Cùng chùa Thâm Bích luôn, dân chung qua đây. À, có chùa Thâm Bích ha. Chùa Thâm Bích hết trơn luôn á. Dạ. Chúc gì hôm nay là Phật tử ở những cái chùa nào tới đây để mà mình làm lễ ở chùa Rô này ha chú? Pháp tư bữa nay là trong vòng hết là tất cả là 14 chùa. Một là chùa Thâm Bích, hai là chùa Sa Đất, ba là chùa Thốt Nốt, bốn chùa Giác Tư Sụp Ba Lớt, năm chùa Sà Tốt, sáu là Tập Văn Châu Râu, bảy là chùa Tức Lọ, tám là chùa Nay Non, chín là chùa Rô, mười là chùa Cái Khoa, 11 là chùa Xây Chết, 12 là chùa Văn Đôn, 13 là chùa Pô Thi, 14 là chùa Cô Đơn, Đàm Tóc. Hết tất cả là 14 chùa. Trong vòng là một tháng là mấy ba tất cả là như ông Sư Ca theo 14 chùa với mấy người ta cha. Vậy ta trong 14 chùa là đi hết trong 14 chùa. Kết thúc là chùa rồi. Như vậy thì theo những thông tin mình được biết là một mùa vụ kết thúc từ thời xưa. Kết thúc một mùa vụ thì bà con sẽ bắt đầu cúng cầu an. Thì cúng cầu an sẽ thực hiện là sẽ đi ở các cái chùa. Điểm đặc biệt là do vào thời điểm này thì bà con sẽ ngày xưa là trồng lúa nếp nhiều mọi người. Chính vì vậy mà khi trồng lúa nếp thì sau khi thu hoạch xong thì bà con sẽ đem là bà con gọi là cơm nếp, mà mình ở đây người Việt mình hay gọi đó là cúng dẹp mọi người. Đem cúng dẹp vào trong chùa để mà dân cúng cầu an cùng với một số vật dụng khác nữa, và họ sẽ đi lần lượt các cái chùa để xem như một mùa vụ kết thúc, cầu cho một cái mùa vụ đã thu hoạch thành công và cầu mong cho một mùa vụ mới được nhiều thuận lợi và nhiều may mắn hơn. Đó là cái truyền thống. Và cũng chính vào trong dịp này và cho đến hiện nay thì bà con vẫn còn duy trì cái nếp văn hóa này, nghĩa là kết thúc một mùa vụ lại tiếp tục đem lễ vật vào chùa để cúng, để cầu an. Và bên cạnh đó thì góp công để mà xây dựng chùa. Và năm nay thì ở ngay tỉnh Biên này có 14 chùa thì các chùa sẽ hợp với nhau và chọn ra một ngày riêng không có lẫn lộn để cho bà con có thể là đến được từng chùa một để tham gia thực hiện cái lễ cầu an, cũng như là đến được để mà cùng nhau đóng góp để xây dựng chùa. Và chùa Rô là ngôi chùa cuối cùng trong số 14 chùa, mình rất là may mắn khi có mặt ở cái ngôi chùa cuối cùng này mọi người, là ngay tại chùa Rô. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái khung cảnh ở đây, bất kỳ một cái lễ hội nào thì nó rất là mang đậm dấu ấn văn hóa của bà con Khmer ngay tại đây mọi người. Điều đặc biệt là khi đến chùa thì bà con luôn luôn mang những cái giỏ sách, sách theo đồ ăn này kia để vào cúng dường cho sư. Bà con Phật tử mà lên chùa thì mọi người sẽ nhìn thấy là họ sẽ mang theo, như buổi sáng này là mang theo đồ ăn để lên cúng dường cho sư ăn cơm vào buổi sáng. Thì mọi người nhìn thấy là để vào trong các cái giỏ mọi người, giỏ sách. Rất là gọn nhẹ đơn giản, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp luôn mọi người. Hình ảnh mà bà con Phật tử mà mang những cái giỏ sách này vào trong chùa để mà mang cúng dường cho các sư đó, nhìn rất là đẹp luôn. Trong sân này mọi người sẽ vào thấy là trong một khu vực sân vậy là nó nhiều cái giỏ sách như vậy lắm. Bây giờ thì đến để tham dự lễ ở chùa Rô thì có rất đông các cái vị sư tới đây mọi người. Thì mọi người có thể nhìn thấy là hiện tại thì bà con đang dâng cơm sáng cho các sư. Các sư đang dùng cơm sáng. Mô Phật. Tại năm nay thì Phật tử thì rất đông hơn năm trước.
là bà con nó được lúa giá trị cao, thấy bà con nó tập trung ở chùa. Chùa đã được cuối cùng làm cơm nếp này là cuối cùng, tại hàng năm Phật tử đó cùng hỗ trợ. Sau khi dân y xong, phải cắt lúa xong mới có thời gian mới làm tổ chức lễ cơm nếp. Cơm nếp là cơm nếp, ấm bốc là cơm nếp, cùng cơm cung dường cho cung ông bà cha mẹ, rồi đọc kinh câu xíu của An, cùng một số gộp hỗ trợ xây dựng chùa. Chùa này cũng được xây dựng lâu năm, nói riêng là nhà tầng xa này là hơn 16 năm chưa được hoàn thành. Cũng thấy Phật tử đã thấy khó khăn mới đóng góp tiếp được xây dựng chùa. Cũng mong Phật tử ở gần xa trong nước và ngoài nước đó hùng phước là hỗ trợ cho chùa Rô được tiền chi phí xây dựng tiếp nữa. Cũng rất sự cảm ơn, chúc tất cả là Phật tử trong nước và ngoài nước chúc sức khỏe tốt, cũng làm ăn may mắn gấp nhiều được sức khỏe, cùng gặp bà con, chúc giàu vui giàu sức khỏe, chúc tất cả là được thành công tốt đẹp do vô Phật. Với lễ hội cầu an hôm nay ngay tại chùa Rô thì mọi người có thể nhìn thấy một tạp quán lúa nước của bà con Khmer ở vùng bảy núi này rất là đặc biệt. Cứ mỗi khi một mùa vụ bắt đầu hay là một mùa vụ kết thúc thì bà con đều tiến hành các cái nghi thức để cầu an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng tốt tươi, cầu cho ai cũng được cơm no áo ấm. Và việc cầu nguyện này, họ mang hết cái tấm lòng của mình để dâng cúng cho các vị chư tăng, những bậc tu hành mà họ tôn kính. Một cái truyền thống rất là đẹp, rất là hay của bà con Khmer. Ngôi chùa Rô này là ngôi chùa thứ 14 trong suốt một hành trình dài một tháng của bà con Khmer, khi đến rất nhiều ngôi chùa để mà cầu an cho một mùa vụ. Rất cảm ơn mọi người đã xem video clip tới thời điểm này. Xin được gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Chào mọi người.